Chào chú anh chị đến lúc tiếp theo điện thoại nha, địa bàn kinh tế này của chú anh chị. Tỉnh à, đi xe rất là dễ thương luôn. Chị bà tỉnh lấy xe vô nhìn trọng luôn ha, chú anh chị. Đây là bãi dưới xe của xe hơi không ha. Chị lái xe vô cô chú anh chị thì có chị thì họ sẽ quay nghe cô chú anh chị. Chị lấy đồ ra, về mấy cái đồ mà chị Diễm xuất á đó. Đó chị chủ xe đây đó, chị rất là đẹp luôn. Hello chị ba. Hello chị ba. Chào chị ba, rất là dễ thương chú chị. Có gì comment lên nha, thì họ không biết mấy người này của chú anh chị. Người ông cũng rẻ mà. À cũng có đài hiển thương nghe của chú anh chị. Đó, bản này mình quên luôn, mong cô chú anh chị có lại ủng hộ nha cô chú anh chị. Đây là quán phòng trà phòng giao. Hiện tại anh Hai Vũ Luân chưa tới nha cô chú anh chị, nếu có thì thôi quay ha. Cô vào tới cô chú anh chị. Thì cô vào tới ha cô chú anh chị. Hiện tại còn rất nhiều nghệ sĩ tới nha cô chú anh chị ơi, nghệ sĩ là anh Hai Vũ Luân với lại nhiều lắm cô chú. Cô học vào đây đó. Wow, chào cô.
thì trống nhạc quá thì nên thôi không có vô được nha cô chú anh chị, trống nhạc quá nha. Hiện tại thì vẫn còn rất là nhiều cô chú anh chị, anh Hai Vũ Lưng với lại anh Kim Kỳ Long thì vẫn chưa đến đó cô chú anh chị. Thì hiện tại thì có cô Ngọc Dào vừa mới vô thì nội cũng vừa mới vô thì nên nhạc thì trọng nó đang hát thôi cô chú anh chị, xỉn luôn bản quyền nên thôi né thôi không có vô chị trọng được ha, mong cô chú anh chị thông cảm. Thì thử đến đây để đón anh Hai Vũ Lưng hoặc là cho anh Kim Phi Long ha. Thì cô chú anh chị nào có xem video rồi nhớ ủng hộ cho tôi hồi một like, một đăng ký nha cô chú anh chị. Thì hội sẽ cũng quay lại cái chỗ ở đây cô chú anh chị là giao có mấy hình của cô chú anh chị, có mấy chị gái bán qua thì cũng có ai tới thì ủng hộ ha. Chừng lại nhân hai á. Rồi cảm ơn hai nhiều. Cảm ơn hai nhiều. Tính không? Rồi yên tâm mình hai. 1, 2, 3 2, 3 rồi, cảm ơn hai nhiều. Ok. Hai cho em 82. Lâu lắm rồi, chưa đứa nào luôn. Ok. Bây giờ là, bây giờ anh hai, thấy anh hai qua mấy, mau mớm. Gần tới rồi. 1, 2, 3 2, 3 hấp bụng vô. Hai hấp bụng. Không có, anh hai kêu kìa, anh hai ơi. Rồi, cảm ơn hai nhiều. Đi vô thay áo dài. Bây giờ chị cô Lưng. Nó lên. Công tình mặc bộ đồ đẹp. Dạ chị chụp cho em đi chị. Anh đây. Khỏe. Chụp cho Tuấn kìa. Chụp với em. Hôm nay chụp với hai cái đi. Tại hôm nay em hút hát. Hả tim chọn đi. Đang hút hát đó chị. Em thấy được. Mặc lên dơ. Nó lên bụng mới được. Đi đây cho anh đi thì coi như chưa gặp. Rồi còn không? Nhạc quá cô chú chị ơi. Cho. Thôi đứng ra xa nghe cô chú. Tại vì nhạc quá cô chú anh chị ơi. Thì thôi phải có tiếng nói vô để cho nó được có nhạc nghe cô chú anh chị. Nhạc càng lớn cô chú anh chị. Thì là Hai Vũ Lưng chụp hình với lại mấy em ở đây nha cô chú anh chị. Thôi đứng xa xa nha cô chú anh chị, tại vì nhạc quá nhạc nha cô chú. Okay.
thì thôi cũng xin ngưng clip của chú anh chị, tại vì nhạc quá thôi không tiện vô chung với mấy anh em nha cô chú anh chị. Thôi cũng ngại món quyền lắm cô chú chị ơi, thì mong chú anh chị thông cảm ha. Thì chỉ còn anh hai gia đình đã vô rồi, chỉ còn anh Kim Kinh Long nha cô chú anh chị. Thì thôi xin cũng xin khép video lại cô chú anh chị, nhớ ủng hộ like đăng ký nha, bye cô chú anh chị.